là đi vào thông qua được bên Phan Xích Long đó anh chị, phong tỏa hết cái khu này tới dài những cái ngôi nhà ở đây luôn chị thấy không, mới hồi trưa hôm nay thôi. Trời ơi, nguyên cái con đường này có nhiều điểm cách ly ghê luôn, ta để hàng ở ngay chỗ cái đầu hẻm đó cho người khách người ta ra người ta lấy đó anh chị, bán cà phê. Trời ơi, nhìn cái khu Phan Xích Long này ngày hôm nay đúng có hai chữ luôn, tiêu điều. Bây giờ còn thêm những cái ca nhiễm phát sinh gần gần đây nữa. Ôn lại một chút xíu những cái kỷ niệm trên cái con đường này, Vạn Kiếp, nhiều cô bác anh chị sinh sống ở trên khu vực này lắm. Đi ra là chúng ta đụng ngay cái bệnh viện Nguyễn Văn Học ngày xưa đó anh chị, bây giờ là bệnh viện Nhân dân Gia đình. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi trưa của Sài Gòn thật là nhiều niềm vui, tốt lành và luôn luôn bình an. Bây giờ đúng 12 giờ trưa ngày 13 tháng 6 năm 2021. Và bây giờ thì em đang đứng ở vùng đất Phú Nhuận, vùng đất được mệnh danh là một cái khu phố Mỹ của Sài Gòn ngày hôm nay. Khu phố ăn chơi rất là nhộn nhịp, ở đó có nhiều con đường mang tên các loài hoa. Phía trước anh chị đang nhìn thấy là con đường Chi Lăng năm xưa, ngày hôm nay là Phan Đăng Lưu. Bên trái chúng ta về ngã tư Phú Nhuận đi sân bay, bên phải chúng ta về chợ Bà Chiểu. Còn con đường em đang đứng đây là con đường Phan Xích Long, xóm Nước Đen ngày xưa, đi thẳng chúng ta qua khu vực chợ Nguyễn Đình Chiểu, vùng đất của nhị tỳ nước Hẹ ngày xưa anh chị ha, trên con đường có tên là Thái Lập Thành đây. Và phía sau lưng em, khu đất này ngày xưa người ta còn gọi là chùa Bà Đầm. Bây giờ em xin phép được mời anh chị chúng ta lang thang về một con đường có tên là Phùng Văn Cung. Sở dĩ là em về đó bởi vì vừa ngay 11 giờ trưa nay thôi phong tỏa một con hẻm trên con đường Phùng Văn Cung, sát bên khu vực chốn ăn chơi của Phú Nhuận đây. Thì nhân dịp về đây thì em cũng muốn đưa anh chị đi cập nhật tình hình trên con đường Phùng Văn Cung. Không biết là cô bác anh chị có nhớ cái con đường đó hay không. Và bên cạnh đó thì em cũng ghé về số 18 đường Hoa Mai để chia sẻ một cái vị trí mà một bác khán giả, một chú khán giả trên kênh có nhờ em đi về đây mà hôm giờ chưa có dịp về. Rồi trời đang quá trời gió luôn nè anh chị. Rồi, cô bác anh chị lên xe, mời cô bác anh chị lên xe đi lang thang với em ha. Gió quá trời luôn, không biết là có mưa hay không. Thời tiết bây giờ thì âm u như thế này, những cái mặt tiền rất là rộng, rất là trống vắng. Gió rồi nhìn nó vắng quá, nhìn nó điều hiu quá anh chị ha. Bên phải là chúng ta quẹo về con đường Phùng Văn Cung, hướng đi về chợ Bà Chiểu đây, ngã tư Hàng Xanh, ở trường ngoại ngữ Dương Minh phía trước anh chị. Ngày hôm nay đóng cửa hết rồi. Trời, con đường Chi Lăng Phan Đăng Lưu này, nó nhìn nó trống vắng, không biết diễn tả như thế nào luôn. Con đường Phùng Văn Cung thì hình như nó nằm đối diện với Thích Quảng Đức, năm xưa có tên là Nguyễn Huệ đó anh chị. Bên trái của em có con đường Thích Quảng Đức, Nguyễn Huệ để chúng ta đi về ngã ba Chú Ý đó. Thì em sẽ đưa anh chị trên con đường Phùng Văn Cung và quay lại cái phố Vạn Hoa của Phan Xích Long ha. Đây quán Zozo Zuzu trong vắng chiều nay 12 giờ rồi. Bên trái là con đường Thích Quảng Đức, ngày xưa có tên là Nguyễn Huệ. Chúng ta quẹo trái, chúng ta về ngã ba Chú Ý luôn anh chị. Em xin phép quẹo phải, đây là con đường Phùng Văn Cung nè. Không biết là tình hình ở trên con đường Phùng Văn Cung này bây giờ như thế nào. Ở trong này thì em thấy là rất là nhiều cái món ăn, cũng như là ở đây có một khách sạn, có một cái quán karaoke sinh đôi rất là lớn nè anh chị. Đóng cửa cũng từ lâu tới bây giờ rồi. Con đường này thì nó ngoằn ngoèo, nó chạy ra con đường Phan Xích Long, cái xóm ăn chơi đó.
ngày xưa em ở khu vực đường Huỳnh Đình 2 phía trước chợ Bà Chiểu đó anh chị. Em đi làm bên Tân Định thì em rất là hay đi cái khu đường này, rất là quen thuộc. Trên này buổi sáng bán món ăn nhiều lắm, sáng chiều tối luôn. Họ bán nhiều món ăn dọc dọc đường như vậy nè. Anh chị cũng có thể thấy rất là nhiều cái quán lớn mà nhậu nhẹt ăn chơi ở đây. Đường bên trái em là con đường Cầm Bá Thước. Con đường rất nhỏ anh chị, không có lớn. Rồi em chạy về hình như là số 25 Phùng Văn Cung. Đây rồi. Phong tỏa, có cái dây ở phía trước. Đây anh chị, cái dây ở phía trước đây. Ồ, nguyên một cái dây dài này luôn. Bà con mình ở đây lấy mẫu xét nghiệm hết rồi, ngăn chặn lại hết. Đây cái hẻm đi vào, hẻm số 81. Em quay lại ha, đứng phía trước để anh chị cập nhật sơ cái tình hình. Mì Quảng Ba Anh Em. Con hẻm này là con hẻm số mấy đây? Hẻm ở phía trước là 87. Đây có một cái tòa nhà. Tòa nhà này công ty trách nhiệm hữu hạn quản trí. Con hẻm là đi vào thông qua được bên Phan Xích Long đó anh chị. Phong tỏa hết cái khu này nè, tới dài những cái ngôi nhà ở đây luôn anh chị thấy không? Mới hồi trưa hôm nay thôi. Tình hình cũng rất là căng thẳng luôn anh chị. Tại vì là chúng ta cũng sắp hết cái hạn cách ly rồi đó. Nhưng mà càng phát sinh thêm những ca thì cái việc mà dỡ cách ly nó lại càng khó. Anh chị có kỷ niệm nào trên con đường Phùng Văn Cung này hay không ha? Con đường này thì em cũng ít khi mà chia sẻ đó cho anh chị lắm. Hôm nay mới đi trọn vẹn cái con đường này luôn đó. Con đường này thì nó nằm, nó chạy thông ra cái khu phố ăn chơi Phan Xích Long mà, cho nên là nó rất là đông. Đấy, khu vực cách ly đây. Đây có con hẻm nữa nè, trên con đường Phùng Văn Cung này quá trời luôn, nguyên những cái hộ dân, nhiều cái hộ dân lắm anh chị. Đây là con hẻm 34. Ở bên kia vậy ha, bên kia là khu vực cách ly, phía trong có phá lấu bò, 34 Phùng Văn Cung đó. Có một anh Grab đang đi tới giao hàng. Trời ơi, nguyên cái con đường này có nhiều điểm cách ly ghê luôn. Ta để hàng ở ngay chỗ cái đầu hẻm đó cho người khách người ta ra người ta lấy đó anh chị. Đứng có chút xíu mà những người giao hàng đi quanh rất là nhiều. Cái mùa này giao hàng nhiều lắm anh chị, đa số là giao hàng thôi. Cách ly cấm vào, bây giờ quá trời luôn, chỗ nào cũng thấy cách ly, thấy sợ. Em chạy về cái khu phố Vạn Hoa, đi một xíu trên con đường Phan Xích Long, trên cái khu phố ăn chơi này. Trong cái mùa dịch bệnh, hôm bữa thì em có đi một lần về cái khu này vào cái thời điểm mà bệnh viện Hoàng Mỹ bị phong tỏa đó anh chị. Cái ngày 30, 31 gì đó của tháng 5, đến giờ cũng vài tuần rồi em chưa có về đây. Đây, con đường Phan Xích Long.
con đường Phùng Văn Cung bên hông hồi nãy thì nó sẽ thông về đây anh chị, thông về đây. Nhiều hàng quán ở trên cái con đường Phan Xích Long này là nó đóng cửa sạch sẽ hết. Hướng này là chạy về Chi Lăng lại đây anh chị, Phan Đăng Lưu. Ồ đây nè, dày dằn hết những cái khu nhà ở đây luôn, quán cà phê. Hôm nay cũng bị phong tỏa. Bên trái em là bệnh viện Hoàng Mỹ đây, hôm bữa bị dính một ca đó, bây giờ thì gỡ phong tỏa rồi anh chị. Rồi em xin phép đi xuống những cái con đường hoa, cụ thể là bây giờ em sẽ tìm về trước cái con đường hoa, à hoa mai, nhớ rồi, à, số 18 đường Hoa Mai là cái một cái quán ăn của chị của chú Khuê, một người khán giả trên kênh của Sài Gòn Hôm Nay. Hôm bữa thì chú có nhờ con đi về đây chia sẻ lại cái ngày mà cái quán khai trương đó, nhưng mà con cũng chưa có sắp xếp được. Hôm nay mới quay về được. Nhưng mà lúc sáng đọc lại cái bình luận của chú thì con mới thấy là hình như chú có nhắn là quán khai trương ngày 8 tháng 6. Trời ơi, thế là chắc có lẽ là con bị lỡ cái nhịp rồi. Đường này là đường Cù Lao. Ở trong này thì rất là nhiều cái quán cà phê anh chị ha. Ồ, bên kia có một cái quán người ta đang dọn quán luôn. Quán đó ngày xưa hình như là em cũng ăn một lần rồi, như có hủ tiếu mực nữa thì phải. Đây là con đường Hoa Phượng. Cái mùa dịch đó anh chị, nó vất vả, nhiều khi người ta buôn bán con đường, người ta dẹp mặt bằng hết. Á, hủ tiếu mực là ở đây. Như vậy cái quán này là một cái quán ăn vặt lớn lắm, nằm ngay cái chung cư Phan Xích Long đây. Đây, bình ga trả hết nè. Rồi xe tải chất đồ lên nè. Dọn dẹp nè, quán nhậu, con ốc sên, BBQ và nướng. Đây là một cái khu công viên. Mùa dịch đó anh chị. Đó. Chất đồ lên xe và đi. Rất là nhiều hàng quán trả mặt bằng. Sau cái đợt này chắc có lẽ là cái làn sóng trả mặt bằng cho thuê nhà, bán nhà chắc là nó quay lại như ngày xưa. Số 18 đường Hoa Mai. Em xin phép được đi kiếm con đường Hoa Mai. Anh chị thấy một cái buổi trưa rất là trống vắng trên khu phố Mỹ của Sài Gòn ngày hôm nay không? Khu phố ăn chơi cái gì cũng có. Khách sạn, quán karaoke, ăn uống, bệnh viện này kia. Nói chung là từ đầu đến đuôi luôn. Không thiếu thứ gì. Con đường Hoa Sứ, em xin phép quẹo bên tay phải. Con đường Hoa Mai thì nó nằm ở trong cái xóm. Chứ nó không có nằm cắt ngang Phan Xích Long. Đây là con đường Hoa Lan. Hoa Mai đâu rồi? Những cái khu vực này lúc trước nó rất là nhộn nhịp anh chị. Này là hoa đào.
rất là nhộn nhịp luôn, nhưng mà bây giờ thì không biết đường nào mà lần hết, quá trời lạnh. Nhà đóng cửa luôn, quán ăn đóng cửa luôn. Đây, Hoa Mai đây anh chị, con đường Hoa Mai, Phú Nhuận. Số 18 là nó nằm ở bên mé tay phải quá. Số 10 này. 12. 16, 18 đây. Ồ, 18 đâu rồi, 18 đâu rồi. Số 22 rồi. Ủa, để em xem lại xem nào. Theo như chú chia sẻ thì số 18 đường Hoa Mai. Số 18 đường Hoa Mai phường 2. Ở đây là phường mấy? Đây đúng phường 2 rồi, quận Phú Nhuận. Nhà hàng có tên là Bếp Bà Tôi Trần Thượng. Dự tính sẽ khai trương ngày 8 tháng 6. Mười tám đường Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận. Wow. Con quay lại ha, trên con đường Hoa Mai này, bên này là bên số lẻ, bên phải là số lẻ, bên trái là số chặn, số 18 là cái số này nè. Số 18 là cái số bên này nè. Ở đây chú Khuê, số 18. Không biết là đã khai trương hay chưa, nhưng mà con không thấy có cái bạn khai trương. Ở trước có cái cây nè. Trần Thượng, nhiều khi khai trương trên sân thượng hay sao? Số 18 là đây đúng rồi. Ở trước thì có quán cà phê. Bên kia là số 14, 16, 18 là cả hai căn. Không biết là có khai trương hay chưa, hay là mùa dịch nhiều khi là cũng không có thực hiện được. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Đang đóng cửa. Thôi, con xin phép được lăn bánh tiếp tục lòng vòng khu này. Thì ngay chỗ đó thì con chưa thấy có làm gì cả. Phía ngoài cũng không thấy có cái bảng hiệu gì cả. Nếu mà chú có xem được cái clip này thì chú nhắn cho con một cái comment đi, để con không biết là có chính xác cái nhà mà chú nhờ con chia sẻ hay không. Con đường này là con đường Cù Lao. Cù Lao là mình cào lu. Có nhiều cái chữ đọc ngược lại nó nghe nó tếu anh chị ha. Wow. Mì cay ha. Quán cà phê. Trời ơi. Nhìn cái khu Phan Xích Long này ngày hôm nay đúng có hai chữ luôn, tiêu điều. Bây giờ còn thêm những cái ca nhiễm phát sinh gần gần đây nữa. Nghe đâu nó rầu ghê anh chị ha. Trưa ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, anh chị biết không, những cái ngày này á là những cái ngày mà phải nói là đông nhất có thể ở cái khu vực Phan Xích Long này. Đông nhất có thể luôn anh chị. Bao nhiêu hàng quán bung ra hết sức ăn chơi ngày Chủ nhật. Nhưng mà cái mùa dịch bệnh, cái mùa cách ly này, nhìn phố xá của nó thấy nó
tiêu điều. Em nghĩ là những cái hình ảnh này sau này nếu kết thúc được cơn dịch bệnh, kết thúc hẳn đó, nó đi qua luôn đó, thì những cái hình ảnh này nhiều khi á, là những cái điều gì đó nó nhớ mãi luôn anh chị. Nhớ mãi một thời đã có những cái hình ảnh này. Bên phải em là câu lạc bộ thể dục thể thao Rạch Miễu. Ở đây thì nhiều cái công ty trong đường này này, nhiều công ty, nhiều cái biệt thự, những cái người giàu có người ta ở đây. Phía trước anh chị là con đường Hoa Sứ Nhà Nàng. Đi thẳng thì chúng ta ra kênh con kênh Thị Nghè, Trường Sa, Hoàng Sa, con đường Hoa Sứ Nhà Nàng đây. Con đường ngã tư này là đường Cù Lao. Lúc mà chưa có dịch thì em thường qua đây ăn bún đậu mắm tôm. Ở đây có một quán bún đậu mắm tôm rất là ngon. Đây nè, để em chạy xuống, em chạy xuống cái góc này xem cái quán bún đậu mắm tôm ngày nay người ta có bán mang về không, hay là người ta đóng cửa luôn. Con đường này là con đường, đường gì đây, Hoa Lan. Đây, hướng này chạy vào cái khu vực quán bún đậu mắm tôm thường hay ăn. Đường xá bây giờ mà đi xe đạp thì nó đã quá anh chị ha. Trời, tha hồ mà đạp luôn á. Đây là con đường Hoa Hồng. Khách sạn thì vẫn mở cửa anh chị nha. Khách sạn là vẫn có thể là nhận khách đó. Ở đây thì có một con đường bên phải, chúng ta đi qua cái cầu Trần Khánh Dư, chúng ta qua vùng đất Tân Định, Phùng Hắc Khoan. Đây, quán bún đậu mắm tôm ngay phía trước anh chị thấy. Đây, bún đậu Hà Nội phố, quán mang về anh chị ha. Sát bên quán Ba Ba Chicken, cái quán này em thường hay ăn lắm nè. Ở đây là quán gì đây, thấy có người đứng phía trước rất đông, thanh lý hàng xuất khẩu. Thấy cuộc sống của bà con mình ở đây ngày hôm nay anh chị thấy không, nhìn nó buồn lắm, thất thu rất là nhiều, ngành nghề nào cũng bị dính cả, đặc biệt là những cái ngành nghề dịch vụ ăn uống, du lịch. Mê đi quá mà quên luôn, không nhìn đèn đỏ. Đường thì bây giờ nó trống vắng quá trời á anh chị, nhìn thấy không có người chạy. Em mời anh chị đi xuống cái khu cà phê Miếu Nổi nha. Đây thì khách sạn rất là nhiều, sạn quá trời, vắng vẻ luôn. Nói về những cái khách sạn thì có khu Trung Sơn nè anh chị, khu này nè, Khoa Xích Long nè, khu Siêu Vận Hạnh quận 10 anh chị ha. Trời ơi, mà những cái khu này là những cái khu rất là đông, những cái khách sạn. Ở đây có con đường số 11. Đây, em quẹo đưa anh chị những cái quán cà phê ở khu Miếu Nổi.
hoa lan tới đây luôn á, ghê không? Đường hoa lan chạy bên kia đâm qua đây luôn. Cái vùng đất này thấy nó hơi trụng xuống, anh chị có để ý không? Nó hơi trụng xuống, không biết ngày xưa có chắc cái, thì ngày xưa ở đây là một cái khu đầm lầy, ngày xưa là những cái miệng cống nó xả ra kênh Du Lộc ở đây. Quán cà phê này đi không, quán cà phê ở đây thì buổi tối sẽ có những cái quán cà phê mà có nhiều chị em cà đĩa đó, anh chị đứng chà 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 vô cái đĩa cho nó kêu đó. Gọi là cà phê DJ. Bây giờ này khu này là nhiều quán cà phê mát mẻ luôn đó anh chị, ngồi uống cà phê, còn có mấy bạn trẻ trẻ ngồi nói chuyện tâm sự, kể chuyện về công việc làm ăn nữa, vui lắm. Nói chung là mỗi nơi nó có một cái thú vui riêng. Đi thẳng là con đường Lê Trọng Tấn, đây là chạy ra tới Lê Văn Duyệt anh chị ha, cầu bông. Rồi em ngoẹo bên tay trái, ở đây rất là nhiều quán cà phê, quán ăn uống. Con đường này là đường số 1 khu dân cư Miếu Nổi. Cuối đường thì chúng ta có con đường Vạn Kiếp. Tí xíu nữa thì em cũng sẽ đưa anh chị đi một xíu trên con đường Vạn Kiếp luôn ha. Con đường mà phải nói là nó cũng trở thành một cái khu phố ăn vặt. Tất nhiên là giá cả nó bình dân hơn rất nhiều so với những cái khu ăn uống của Hoa Xích Long. Đóng cửa hết rồi. Những quán ốc, những quán nhậu ngày thường nó ồn ào náo nhiệt như thế nào, hôm nay thì nó vắng vẻ. Đây quán ốc nè. Khu này là về cái khu dân cư Miếu Nổi. Trường mầm non Việt Mỹ. Ở dưới này là những cái kiosk người ta bán hàng hết anh chị, bán đồ ăn, bán những cái đồ dùng cần thiết, hay tiệm trà chanh, beauty gì đó này. Quá trời là hàng quán ở đây luôn, trên con đường Lê Trọng Tấn này. Không phải anh chị, em nhầm nha, Vũ Huy Tấn, Lê Trọng Tấn ở đây. Nhiều lúc đầu óc cứ lơ lơ ở đâu vậy đó, lơ đỉnh đâu vậy đó. Rồi em quẹo đây, con đường Vạn Kiếp. Bên phải em là khu chung cư đây anh chị, Miếu Nổi. Em lăn bánh trên con đường Vạn Kiếp, một cái con đường mà bình thường nếu mà đi về đây thì anh chị sẽ không biết phải chọn lựa ăn cái món gì, bởi vì nó rất là nhiều luôn, nhiều, hầu như nhà nào cũng buôn bán món ăn cả anh chị, nó trở thành một cái phố ăn vặt vậy đó. Bây giờ thì người ta bán mang về là chính, không có nhộn nhịp. Anh chị thấy người ta đóng cửa nhiều không? Và con đường tự nhiên thấy nó rộng ra, nó rộng thênh thang ra. Lúc xưa thì nó không có rộng như vậy đâu anh chị. Lúc xưa nó nhìn nó chật hẹp lắm, tại vì rất là nhiều người đi lại trên con đường này, rồi ăn uống, rồi hàng quán người ta bán trên những cái vỉa hè đó. Bây giờ thì vỉa hè nhìn nó trống, và khu vực này thì giá món ăn nó cũng rẻ lắm anh chị. 20 mấy ngàn á, 25, 30, nói chung tầm 1 đô thôi là anh chị có thể
kiếm ra được những cái món ăn ở đây ăn no ngon. Đó, trên chỗ này thì chúng ta còn có chợ Vạn Kiếp, và những cái con hẻm bên tay phải thì anh chị sẽ đi về khu cư xá Lê Văn Duyệt. Đậu phộng Năm Mộc đây, bên phải em có khu chợ nhỏ lắm, chợ Vạn Kiếp. Bây giờ thì chợ cũng đóng cửa nè, trưa rồi. Ôn lại một chút xíu những cái kỷ niệm trên cái con đường này Vạn Kiếp. Nhiều cô bác anh chị cũng sinh sống ở trên khu vực này lắm. Đi ra là chúng ta đụng ngay cái ở bệnh viện Nguyễn Văn Học ngày xưa đó anh chị, bây giờ là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Những cái quán lớn đã dẹp hết trơn. Ở đây có một số những cái ngôi chùa nằm trong các con hẻm đó anh chị. Cơm trưa bình dân, cơm tấm 30, cơm trưa 25, một đô hơn một xíu thôi anh chị. Có một cái bữa cơm rất là ngon lành. Vùng đất xóm nước đen xuất hiện thêm một vài ca, tự nhiên thấy trăm người nó lại lo đó, cuộc sống quá mưu sinh mùa dịch, ăn ngồi bên đường ăn như vậy cho qua bữa rồi lại đi anh chị, phải đi thôi, đi từ sáng tới chiều. Bệnh viện Nguyễn Văn Học bên tay phải em ngày nay là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ở đây thì anh chị sẽ quẹo trái đi về ngã tư Phú Nhuận trên con đường Chi Lan. Ngày hôm nay là Phan Đăng Lưu. Ở đây có ngôi trường Hà Huy Tập thì phải này. Và chúng ta cùng sẽ đi ngang cái ngã ba kỷ niệm ngã ba Nguyễn Văn Học và Chi Lăng. Ngày hôm nay là Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long. Hậu Trang gọi là kính chống dịch. Ở đây có con đường Nguyễn Duy đây anh chị, đi vào khu cư xá Lê Văn Duyệt. Nguyễn Duy. Những cái hình ảnh này rất là thân quen anh chị ha. Em sẽ quẹo phải trên con đường Lê Văn Duyệt để em đi về cầu Bông trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì nó được trả lại cái tên Lê Văn Duyệt đó, trước đó thì nó là Đinh Tiên Hoàng. Bên trái của em là tòa bố Gia Định, dinh tỉnh trưởng. Rồi cái tường rào một vàng vàng đó là Lăng Ông đó anh chị. Em xin phép được quẹo trên con đường Lê Văn Duyệt anh chị ha, hướng đi về cầu Bông. Và chắc là một chút xíu nữa thôi thì em cũng xin phép được kết thúc cái clip của mình. Rồi. Ô, cái dàn giáo kéo giữa đường luôn. Ô, bên kia có thằng Thái này kìa anh chị. Công trường đang thi công. Một bên một cái như vậy á. Rồi cái này đi không để ý xe nhiều khi hút trúng luôn á. Đi đường phố lâu lâu thấy có mấy cạnh thấy cũng thú vị lắm anh chị, téo téo nhiều khi giật mình luôn á. Người ta đi gỡ mấy cái cổng chào đây anh chị. Bên trái em là con đường Vũ Tùng chạy về chợ Bà Triệu, rạp Huỳnh Long, ngày xưa là Châu Văn Tiếp và Phan Đình Phùng đó, em cũng mới đi hôm bữa. Rồi ngủ trên xe ba gác luôn.
trời trưa rồi, nghỉ ngơi, với lại là mùa này cái gì nó cũng ế nhẹ. Con đường Lê Văn Duyệt đi ngang trường nữ Lê Văn Duyệt, khu vực Gia Định thì có hai cái khu rất là nổi tiếng ha, trường Nam Hồ Ngọc Cận và trường nữ Lê Văn Duyệt. Đây phía bên chị bên phải là sẽ có, ngày hôm nay nó là trường Võ Thị Sáu, còn trước khi là trường Võ Thị Sáu thì hình như cũng có tên là trường Đinh Tiên Hoàng, cùng tên với cái con đường này sau năm 75 nó đổi thành đường Đinh Tiên Hoàng, nên chị nối với cầu Bông bên kia luôn. Đây rồi, phía bên phải em đây là trường nữ Lê Văn Duyệt ngày xưa, bây giờ là trường Võ Thị Sáu. Đây anh chị, phía trước anh chị là chúng ta đi lên cầu Bông. Buổi trưa trên con đường Lê Văn Duyệt này nhìn nó cũng trống vắng quá anh chị ha. Và ở cái vị trí này chắc là em cũng xin phép được kết thúc các clip của mình. Một buổi trưa đi lang thang qua những khu vực quen thuộc, gửi đến anh chị một số cái hình ảnh cập nhật và cái tình hình ở Sài Gòn mình ngày hôm nay, ngày 3 tháng 6. Và em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một lần nữa được nhiều sức khỏe và bình an, có một ngày thật là tốt lành. Xin hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.